Vâng, xin chào anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với Kawash. Hôm nay em sẽ lên cho anh em một cặp Omega Racing anh em nhé. Đúng ra sẽ là Omega Speedmaster Racing. Đấy, cặp này thì là đúng là cái cặp mà cực kỳ hot ở cái thời điểm đầu năm nay hoặc là cuối năm ngoái. Đấy, thì cái thời điểm đấy thì thực sự là không có hàng mà bán luôn anh em ạ. Cứ về đến đâu là hết đến đấy. Được rất là nhiều anh em Việt Nam mình săn đón. Đấy, tuy nhiên thì thời điểm này thì bắt đầu cái nhu cầu mua sắm của anh em Việt Nam mình bắt đầu giảm xuống khá khá. Đấy thì đấy, cho nên thì em vẫn còn đến thời điểm hiện tại cho anh em chơi. Đấy, và chiếc này thì em đã về cách đây đâu đó khoảng vài tháng rồi. Thì đấy thì hôm nay em sẽ gần như sale thanh lý luôn cho anh em này. Đấy, và chiếc này thì là mới về hôm nay anh em nhá. Mới về sáng nay. Đấy thì chiếc này là full hết hộp sổ thẻ này. Date 2020. Chút nữa em sẽ show cho anh em. Thì giá bên em đang giao lưu là 65 triệu. Còn chiếc này hộp sổ không thẻ anh em nhé. Và bên em cũng đang thanh lý còn 59 triệu. Đấy, tất cả hai chiếc đều là tình trạng đẹp, mới còn khoảng 97%. Đấy, đồng hồ zin nguyên bản hết 100%, máy móc chạy hoạt động ổn định chính xác, không một vấn đề gì cả anh em nhé. Anh em nhìn thấy này, cái thiết kế nó rất là thể thao, cá tính và cực kỳ đẹp của nhà Omega. Đấy, đây là sổ thẻ của em Racing đen này anh em nhé, Banda đen trắng này. Đấy, cũng kèm theo cả một cái tool. Cái này là để anh em chỉnh lịch nhá. Đây là một cái tag nữa này, hai thẻ này. Với cái tag 4 năm bảo hành toàn cầu này thì chiếc này vẫn còn bảo hành toàn cầu đến 2024 anh em nhé. Tháng 3 2024. Đây, cái date của chúng ta sẽ là 2020. Nó hơi bị nhòe một chút anh em ạ. Cái nhòe là do để thời gian lâu ngày rồi nó có cái độ ẩm, đâm ra nó bị nhòe thôi. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ có dấu và cái thông tin của cái store bán ra cái sản phẩm này anh em nhé. Có mã sản phẩm, có series đầy đủ hết. Thẻ pictogram này thì chúng ta sẽ có cái thông tin về sản phẩm này. Đầu tiên là cỗ máy Calabe 3330. Và tiếp theo nữa là các cái thông tin, ví dụ cỗ máy chạy chuẩn tonometer này, chống nước 100m này, bảo hành toàn cầu 4 năm này, có vành tóc silicon 14 này, có tachymeter này. Đấy, tức là cái cỗ máy này có vành tóc C14, tức là nó đã tiệm cận đến cỗ máy Calabe 8500 đời mới rồi anh em nhé. Đấy, nói chung cỗ máy này rất là ngon, bổ giá cực kỳ hợp lý cho anh em chơi. Đây, em sẽ quay kỹ một chút cái chiếc đồng hồ cho anh em cùng ngắm nghía nhá. Những cái này là tool để anh em chỉnh lịch này. Đấy, khi anh em muốn chỉnh lịch nhá, mình ấn vào đây cho anh em nha. Đây. Đấy, em nhìn lịch nó nhảy này. Đấy, cứ ấn một phát là nhảy một ngày. Đấy, rất là tiện. Chỉnh lịch rất là nhanh luôn. Đây, em quay luôn hai chiếc một lúc đi. Đấy, rất là đẹp anh em ạ. Thiết kế thể thao. Hai chiếc này thì về cơ bản thì nó là giống nhau anh em nhé. Về máy móc hoàn thiện thì giống nhau hết, không khác gì cả. Nó chỉ khác cái là cái dial mặt em này là đen. Banda, sorry nha, dial màu mặt trắng, đam banda đen. Và kim là kim sono và kim vàng. Đấy, còn cái bản này thì là bản đen trắng. Đấy, hai màu đối lập luôn. Thì mỗi chiếc có một vẻ. Thì đây, em thấy chiếc này cũng rất là đẹp. Chiếc này chiếc bán rất là chạy. Cái size 40 này thì nó sẽ phù hợp cho anh em cổ tay từ 15.5 trở lên. Là cân đẹp chiếc này rồi. Đấy, bởi vì dòng Omega người ta làm lắc rất là ôm. Anh em nhìn này, nó lắc nó ôm và nó cụp hẳn vào này. Đấy thì anh em tay hơi nhỏ vẫn có thể cân tốt cái size này. Đi kèm em nó sẽ là cái hộp gỗ như này em nhá, hộp gỗ sang trọng như này. Đấy, hộp gỗ và sổ này, hai thẻ này. Đây là chiếc Speedmaster này, bản ngựa to anh em nhá. Chúng ta sẽ có công nghệ như Columbell này, vành đóc silicon 14 này. Em này thuộc dòng silicon này. Sorry anh em này thuộc dòng racing này. Ở bên này chống nước là 100m. Đấy. Có
seri ở đây. Ok, khá là hợp lý luôn. Bản ngựa to. Bản ngựa to nó sẽ bản ngựa to là bản đời mới cho nên là giá nó sẽ căng hơn bản ngựa nhỏ khá khá anh em nhá. Anh em mua thì nhớ để ý đến cái con ngựa to hay nhỏ nữa, máy là máy gì nữa. Nói chung máy Calibre 2005 trở đi ấy, thì là cỗ máy đời mới rồi. Còn trở về trước thì là những cỗ máy đời cũ anh em nhé. Thì em đánh giá là cái Calibre 2005 đổ đi là những cỗ máy cực kỳ là chất lượng. Anh em xài yên tâm. Còn những cái dòng vintage hoặc là những dòng đời máy cổ thì em không làm nhiều. Cho nên là cái đấy thì em không có đánh giá gì. Không có nhiều kinh nghiệm những dòng vintage. Vì em chuyên làm đồ mới anh em nhé. Cứ loanh quanh 20 đổ đi, 20-25 đổ lên. Đấy, trên tay em đang là 15.8 anh em có nhìn thấy này. Lên tay nó rất là vừa vặn, ôm tay luôn này. Cực kỳ đẹp. Chiếc này thế anh em nhé. Đây. Như cái chiếc này anh em đeo mặc sơ mi cũng được, mà mặc áo phông hoặc đồ thể thao cũng được. Rất là tiện. Với cái mức độ trong nước này thì anh em đi bơi được rồi anh em nhé. Bơi nhẹ nhàng được, thoải mái rồi. Đấy. Mỗi chiếc thì nó có một vẻ. Đấy, rất là đẹp. Ok, em xin báo lại giá cho anh em một lần nữa nhé. Như chiếc full này. Chiếc full này thì bên em đang giao lưu là 65 triệu. Và chiếc... thất lạc thẻ này bên em đang giao lưu là 59 triệu. Cả hai chiếc đều là hàng zin nguyên bản, hàng chính hãng 100%, bảo hành 5 năm, cho anh em yên tâm sử dụng nha. Anh em thích chiếc nào cứ inbox hoặc gọi trực tiếp qua số hotline của em. Số hotline của em là 0898888993 anh em nha. Hoặc anh em có thể truy cập vào phần mô tả ở bên dưới ấy. Đấy, ở dưới đấy em có thể ghim tất cả các thông tin của bên em ở đấy. Hàng sẵn tại cửa hàng nhé, anh em qua lên tay thử trực tiếp nhé. Đấy, vừa tay ok, thích thì mình lấy, còn không thì thôi nhé, không vấn đề gì cả anh em ạ. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.